Vâng, chúng anh cùng đến với trận thiếu thứ hai trong trận đấu thứ ba. Lại còn bị kích ra lắm trò thật. Vâng, như vậy là chip boy lắm trò các đội bạn. Vâng, Seang này thì lắm trò này. Vâng, ôi Seang Rom đầu mẹ vẫn còn cần chặt nhau. Vâng, cả hai bên đều là Seang Rom. Máy máy của đội một cầm Seang, chip boy cầm Roman. Vâng, cần. À, cố đi dò xem có voi không. Đội bạn cũng là Seang Rom. Vâng, đang bảo là này thì chiêu trò. Vâng, hóa ra là cả hai cùng chiêu trò. Thôi xong, thấy hiểu rồi. Quả đâu. Đây này, úi trời ơi, thôi. Dê lèo vãi quả. Vâng. Úi giời. Đóng nhanh, không chậm dần. Nhanh còn kịp. Chậm không anh? Không chậm. Bài đã thấy hai bầy hiêu rồi dành cho game thủ No 1. Bãi quả có 4 cây. Xin lỗi là bãi quả của game thủ No 1 là bãi quả đôi. Và bãi quả đôi dành cho game thủ No 1. Và một bên 4 cây, một bên 2 cây. Rất khỏe, có voi luôn. Thôi chúng ta phải xem chip boy cái. Gọi thuốc cho chip boy chưa? Rồi 6 giờ siêu kín. À như vậy là No 1 cầu mất voi chip boy. Đau đầu ai ông này. Và chip boy bất minh rồi. Và chip boy vừa dò thấy con voi xong quay ra vào. Á à, đủ mà nó trông trộm voi của em. Xong No 1 bảo tao câu mà. Vâng, No 1 thì lại đang phá hiệu bên nhà của game thủ nào đó. Game thủ bóng 4, game thủ tí. Ở đây có đôi voi nữa để cho No 1 này. BS đầu, phá hết. Vâng, tí chắc đang cay. Vâng, tí đang cay không biết chuyện gì đây. Tự nhiên ông No 1 ở đâu chui ra. Bài 3 voi. Rất nhiều hiêu để cho No 1. Để cầm Seang. Con voi thứ 3 đã được No 1 đưa về bên nhà chính nhà mình. Bài cầm Seang. No 1 cũng đã ok rồi. Chip boy bạn. Ôi dồi ôi. Tí định sang đây làm gì. Vâng, tí vừa có một tên lượn lờ qua nhà của game thủ No 1 xem có phá được cái gì không. Nhưng mà đen là voi đã về với nhà chính của No 1 rồi. No 1 cũng lượn qua nhà của tí cái, ngửi cái biết. Vâng, có một tên đánh sâu vào góc 3G, xin lỗi góc 3G cái nhẹ đến từ No 1. Đây là bầy hiệu chỗ 4 con. Cắt dân ra khai thác bầy hiệu này nào. Ở trong này hết rồi, khổ quá, còn thì nó đưa về rồi. Đấy. Xúc hết rồi làm gì còn gì nữa. No 1 vẫn đang cố chui sâu vào góc 3 giờ xem còn đồ ăn gì của tí mà chưa khai thác để phá nốt. Không cần bo cái gì cả. Bài tí cũng an toàn voi, xin lỗi an toàn hiêu thôi. Và phải đóng S để ăn cả bầy hiêu này rồi. Đang cắt dần lên ăn bầy hiêu phụ nữa. Bài 3 voi 2 hiêu. Không biết No 1 sẽ đánh gì trận này, chuyển sang chip boy đi. Kệ anh No 1. Đây là chip boy. Có quả phụ 23 dân cho người cầm Roman này. 2 hiêu voi về. Xin lỗi là hiêu về và đôi voi. Đây còn bãi quả phụ nữa này. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Vừa ướm chiếc BS để xem bãi vàng có ok không. Đóng nhà BL và BM.
Các bạn cho mình xin 1 phút. Chỗ nào cho nhiều tiền này. Vâng, 24/24 dành cho game thủ Chip Boy. Hai nhà BL giò đã đẩy đi. Bảo đi đánh bên kia đi. Chip Boy đã muốn sang nhà game thủ Roman. Còn nguyên bãi quả để có thể ăn hoàng. Đây là BG. Bỏ nốt chỗ cánh rừng vào anh nó một. Ui giời, còn đôi voi đây này. Chưa thấy sang đâu. Ô, xe không ở trên 12 giờ rồi. Bãi quả các kiểu đây không ăn. Ôi giàu thế ông thần này. Khung nhà rồi này. Đó, bãi quả phụ bên ngoài không ăn luôn. Kìa rồi, đang bo kìa. Chọc cái bên kia kìa. Ờ nổ luôn, ngon rồi. Vào xúc dần đi. Ra được một cái ruộng. Xúc nốt. Không được. Do của game thủ tí sang đây thì bị ngựa chém của game thủ Chip Boy đuổi theo. Vậy ấy, chạy hộ cái. Vậy cái nhẹ nhưng nó vẫn chạy được. Xem đã phải bo nhỏ nhà mình lại. Tuần này không vẻ được rồi. Hai nhà bên phía đội bạn lại khung cho nhau. Liên tiếp là những bài khung nhà cho nhau đến từ cặp đôi bên phía BB Club. Bây giờ thì Chip Boy sẽ đẩy 4 con chém lên luôn cho nó mát. Nhưng xem có bánh xe rồi. Chỗ này chắc chắn đã kín. Không hở, không hở, không hở. Chỗ này không hở, nhà khung. Vâng, đội bạn khung rất rộng luôn. Toàn đánh bài khung nhà cho nhau. Đang dàn chém ra để chém tơn này. Đến từ Chip Boy. Không chém được rồi. Đội bạn đã vẩy e trong. Bây giờ thì chắc cũng đã có tơn cung đầu. Đang ra thêm ruộng. Vẫn còn bãi quả để ăn hoàng nữa. Vâng, 34/40 dành cho game thủ Chip Boy. Đang bắt những con cung lờ của người cầm xeng. Vậy e được rồi, chém đi. Bây giờ nó một sẽ đen e ra để Chip Boy chui qua. Đang ra thêm ruộng. Đi đường BA đi. Đấy có con chém. Vâng, đang tắc. Vâng, tắc chém ở đây. Vâng, đang ọ liên tục.